cho hỏi bên đây chị học hành của thầy như thế nào thầy? Giờ cái học của thầy rất là lo lắng. Như cái những cái môn chính thầy học là rất tốt. Các trường đại học thầy đang luận văn, thầy nói là đang lo lắng nhất là thầy có 6 trường mà có hồ sơ đầy đủ, 3 hạc sĩ và 3 cái tiến sĩ. Thì giờ thầy kinh phí học rất là cao. Thứ hai nữa rồi thầy học thêm những ngành phụ thì có những cái khó khăn của ai mà học thì có học đầy đủ, nhưng mà khi cử nó gặp lộn xộn. Thứ nhất là lúc thì thầy đóng tiền học rồi thì không có tên danh sách, và lúc khi giả thì không có danh sách, không có được khi khử, mà lúc khi thiệt á thì có tên có danh sách mà lại khi thì rớt mà không đậu. Lý do là này là gì phải không, nó gài cài hay sao không biết, nhưng mà ngộ lắm kìa. Những cái chẳng hạn như vấn đề phức tạp hiện nay, thầy nói giờ hiện nay Bộ Giáo dục cũng như các cái ban tổ chức bộ ngang ngành và cùng ngành, cũng như các lãnh đạo thì các cái trường trung tâm giờ đặc biệt là chuẩn bị cấm tất cả trung tâm ngoại ngữ và tin học không cho hoạt động, và tất cả các trung tâm lẻ chẳng, các trường đại học, các trường trung cấp, tiểu học, trung học, trung học phổ thông, cấp 2, cấp 3, cũng như hiện nay mình đã biết, thì cũng như luôn các trường đại học cấm tất cả các hành nghề, các chứng chỉ như là chứng chỉ tin học, cấm không cho cấp bằng và cấm không cho đào tạo dạy, và cái bằng không có hiệu lực. Thứ hai là tin ngoại ngữ, tin học, các cái ngành ở trường đại học như là ngành dữ liệu học, ngành báo chí, ngành truyền thông, ngành quay phim, ngành chụp hình, các cái ngành giáo dục phụ và Bộ Giáo dục không cho phép nữa, bắt đầu từ tháng 8 2022. Thì đặc biệt Việt Nam mình không có các cái trung tâm công ty, chẳng hạn công ty thì không được thành lập cái trung tâm ngoại ngữ và tin học. Thì hôm nay thầy cũng yêu cầu Bộ Giáo dục làm sao không cho các trung tâm ngoại ngữ và tin học và các ngôn ngữ khác lấy tiền để dạy Anh văn tự do tự tại nữa, mà muốn dạy phải học chuyên ngành trung cấp cao đẳng đại học tại trường đại học luôn, và được cấp giấy phép phải do Bộ Giáo dục và cũng như các cái trường đại học bộ ngang bộ khác cấp, và các cái ngôn ngữ khác cũng không có lấy cái bằng chứng chỉ đó để hành nghề để làm việc, mà chủ yếu giờ thầy cho phép được các cái hoạt động mạnh nhất và có giấy phép hành nghề và chứng chỉ dạy nghề, chẳng như học là học sửa xe Honda, học sửa xe hư, rồi pha chế cà phê, ngành là móng tay móng chân, ngành bếp xa, phục vụ những buôn bán như nấu ăn đầu bếp, thì những cái ngành này đào tạo cho không phân biệt là có bằng cấp hay có trình độ cấp mấy, người dốt cũng được học, người có trình độ cũng được học, người già cũng được học, người trẻ cũng được học, nam cũng được học, nữ cũng được học, ông già cũng được học, mà bà già cũng được học, để có cái bằng đào tạo nghề cho cái ngành nghề chứng chỉ hành nghề để buôn bán kinh doanh. Thì hôm nay thầy tập trung cho những ngành nghề mà động viên và khích lệ hỗ trợ nhiều nhất. Thứ nhất là ngành sửa xe Honda, bất cứ khúc phố nào cái cây không cho phép để cần nhiều, ví dụ để một cái bánh xe, để một cái gì đó, một cái túi xách nhỏ nhỏ đây nè, ở đâu ở cứ xe người ta bị bể bánh, xe người ta bị lủng là lợi giá tại chỗ. Giờ thầy nói ưu tiên cho những cái khợ sửa xe Honda, sửa gắn máy, ở xe hơi, xe tải, là những cái ngành này là thầy cần thiết nhất, và cho họ có bằng chứng chỉ nghề để họ sửa xe. Còn ngành là ưu tiên cho phụ nữ, ngành là làm móng tay, làm móng chân, rồi bên nước ngoài kêu bằng ngành neo á, đàn ông cũng được, đàn bà cũng được. Rồi thêm nữa giờ phải cho đàn ông và phụ nữ, những đứa trai trẻ, những gái trẻ, những trai trẻ có thể là làm cái nghề massage, đấm bóp, giác hơi, làm những cái dụng cụ nhẹ nhàng, làm cho bao nhiêu
nó đó, đứa trai đứa gái gì cảm thấy khỏe không người? Thầy lớn nhưng mà thầy tính thầy học tính khi nào thầy? Thì nói là nhà bắt học không ngừng học. Còn ông sư mà muốn đào tạo của người tốt, đào tạo đâu phải là dân dốt không đâu, mà dân ăn học không đâu. Mình đào tạo mình có thể làm sao mình có kiến thức đào tạo được những lãnh đạo mà mình có thuyết phục được những nhà như là chẳng hạn như chủ tịch từng quận huyện, chủ tịch thành phố, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng chính phủ, cho nhà vua, hay những cái giai cấp mà trình độ cao nhất, các hiệu trưởng trường học cũng như dân trí thức và những người giàu có luôn, thì mình phải có nhiều bằng tiến sĩ, nhiều cái kinh nghiệm trong việc giáo dục con người và tiềm năng con người và quản lý con người, và học những cái ngành mà đảng nhà nước mà họ cũng song song với mình hiểu biết và học chung với lãnh đạo đảng nhà nước luôn, thì sau đó mình đào tạo cho những người đó khắc phục được những lời nói có thể họ an tâm rồi an lạc, rồi tìm được con đường giải thoát, và con người có đạo đức, có tài, có đạo đức, có lương tâm và có tâm linh. Thì giờ mình phải nói học, học mãi, học không dừng, nhà bắt học không ngừng học. Mà thầy học không phải vì danh, không vì vì cái bằng, nhưng mà bắt buộc sư hai đời đạo đảng nhà nước cần phải có cái bằng để chứng minh mình đã học, và mình học phải có kiến thức chứ không phải nói học chơi, học cho biết hoặc bỏ tiền học chơi. Đó. Thầy nói nghe thầy mày. Đó. Rồi giờ người đời thì có đam mê gì, nhiều cái thứ mà xã hội cần, đời cũng ham mà đạo cũng ham, ai mà không ham? Nếu ham đâu phải là ngự. Nếu có người làm ngự, làm phơi, làm xương là bằng xương, bằng thịt, bằng da, điều cái ham muốn, nhưng mà ông sư phải biết dừng. Ví dụ chẳng bận ham cái đó, mình phải uống lử, mình phải suy nghĩ, rồi mình phải từ từ xả ra nhẹ cho mình không ham muốn nữa. Nó giống như thấy sắc đẹp đó, mình không có dòm đắm đuối, dòm sơ là giả bộ nhắm nhìn không à. Đừng có nhìn đắm đuối và khen chỗ nào là nhắm vào chỗ đó. Mình phải gì giả bộ ngó lơ. Tôi không có yêu anh đâu, tôi không thích em đâu. À, mình phải tập cho mình từ từ. Bữa chùa thầy bị đánh là sao ta? Gì? Bữa chùa thầy bị ta đánh là sao trời? Thì mấy người ta ham, họ chiếm đất của mình, rồi họ hơn thua với mình, đất của mình mà mình họ kiếm chuyện. Rồi hai nữa là rác đồ, thì cái cây cối thì nó bay, hoặc ta ăn ta dục, người khách ta dục, hoặc là bịch đồ cũng bay thì mình lụm. Còn nãy qua kiếm chuyện với thầy chùa, hơn thua tranh giành cho bằng thắng thầy thôi chứ nó không chịu thua. Ví dụ như người ta dục rác, dục này kia thì mình bỏ vô cái thùng rác là xong, đâu có ham mất lòng bên nào. Và mình người tu, mình người đạo thì nhịn ông sư, và ông sư cũng nhịn người đạo, nhịn qua nhịn lại. Tự nhiên giờ mình hơn một câu, lắng lướt một câu, rồi mình cứ tranh giành cái này kia thì cuộc sống sao an ổn. Nhưng mà bây giờ bầu cũng có hạn ở đâu vậy? Ở trại giam, trại tù. Ủa nghe nói bạn về mà ta? Dễ gì về. Có nghĩa là về là hết 3 tháng. Rồi giờ vô thêm 2 tháng. Đâu mà đi tù rồi sao vậy? Chưa ra tòa. Thì giờ vấn đề nữa là cái học đi đôi cái hành, và có kiến thức thì có trình độ đi đôi. Còn mình học mà không hành, không có kiến thức, không có trình độ, không có điều kiện thì không thành công. Thầy mới bữa nay thầy học thì thầy đã tích lũy được nhiều kiến thức không thầy? Thì tất nhiên rất là nhiều, nhưng mà thầy buồn các cái bộ giáo dục, buồn tất cả các hiệu trưởng trường học, buồn tất cả các giáo viên trường học, và buồn tất cả các cơ sở vật chất của các trường đại học không, chưa đủ điều kiện, chưa đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên học sinh, và chưa có không gian để sinh hoạt trong cái việc mà học hành cũng như là giải trí, rồi chỗ ăn chỗ nghỉ ổn định. Có nơi thì chặt hẹp quá, có nơi thì giáo dục không đủ điều kiện, có nơi thì giáo viên kiến thức thấp quá, có nhiều giáo viên thì không có quan tâm tới học sinh. Dạy học mà thầy nói một câu đi, học sinh làm được, nói học cũng được, nghỉ. Thôi ơi, giáo viên nói rất phủ phàng. Rồi khi không được thì nghỉ học đi, học chỉ cho tốn tiền, đến trường chỉ cho mệt, ở nhà ngủ ý. Giáo viên nói hắt dịch mà nói kiểu mà
phủ vàng đối với công dân và đối với sinh viên học sinh như vậy là không được. Có nhiều học sinh giáo viên vô dạy đến lớp nói chuyện tào lao cũng có, mà trả lời câu nói hóc búa cũng có, rồi nhiều giáo viên nói một câu rất là phủ vàng, rồi nói những câu mà tất nhiên là người không xứng đáng là một người là giáo viên dạy học, giống như người đời, giống như hàng rong hàng chợ, giống như mấy đàn ông bán cá bán bán thịt ngoài đời ngoài ngoài chợ à. Nói ngang ngang nghinh nghinh vậy đó thì thấy không hay đó. Thì hôm nay á, trong cái tình hình xã hội hiện nay á, thì nhiều cái trường học thì học sinh thì quá ít, giáo viên thì không có, thì thầy cũng đang rất là thương tiếc cho đất nước Việt Nam mình. Giáo viên thì ít quá, mà tìm ra những giáo viên mà có bằng cấp, có trình độ 100% thì không có, mà đa số những cái bằng lốm, bằng không đào tạo không không chuẩn mực, không đúng nghe tuyên học lễ hậu văn, không đúng cái chuẩn mực của đạo đức làm thầy giáo cô giáo. Rồi thêm nữa những người đi học thì lại rớt, rồi kiến thức thì không đầy đủ, rồi rồi khi thì không không đủ điểm, hoặc khi không đậu rồi giáo viên không quan tâm. Rồi những cái người không đi học lại có điểm mà có bằng cấp, rồi lại thì bữa học bữa đi bữa không đi, mà mấy đứa đó đạt được kết quả mà giáo viên ưa chuộng và thích. Còn những đứa mà đi học hàng ngày thì giáo viên coi thường, khi không đậu hoặc điểm không đủ điểm. Còn mấy đứa không học ít bữa cái lại chào cô giáo cái nó về, còn thêm bữa đến bữa không mà nó lại có điểm và không biết điểm đâu mà nó đậu. Rồi nên là thầy nói nhiều cái trường dạy học mà kiến thức không hiểu, nhất là nhờ mấy cái ngành ngoại ngữ và ngành ngành tin học. Thầy nói giáo viên dạy gì thì tự nhiên đi, chưa học ăn học nói học gói học mở mà học tới cái cao nhất rồi, chẳng hạn như giờ thường thường học vi tính đi, học cơ bản nhất là bắt đầu là học vuột, rồi tới Excel, rồi hoặc Parabon, rồi hoặc Excel, hoặc là dùng những cái chương trình này chương trình nọ để cho cái thực hành được cái vấn đề về công nghệ thông tin. Thì giờ giáo viên đi, ở giờ chưa học vuột mà quất cái Excel trước, rồi xong cái trở ngược là Excel dạy sơ cái biết, rồi hiện giờ tính toán theo cái vấn đề về vấn đề với học vi tính đi, tính toán là rất khó, dùng những cái hàm, dùng công thức cái hàm để tính toán về Excel đi, thì lại giáo viên dạy không rõ ràng, học sinh học chưa có thuộc công thức, chưa thuộc các hàm, rồi áp dụng tính toán không được rõ ràng đó, mà cho qua rồi khi thì đưa những cái bài rất là dài rất là khó mà thời gian rất ngắn. Nên thầy nói giờ khi cử giáo viên cứ gài khi đặng rớt, đặng một là tìm trường khác học, hai là học lợi hoặc khi lợi, thầy nói làm cho mất thời gian học sinh, rồi làm cho trình độ của học sinh không có, mà tiền thầy muốn lấy, bằng thì không kiến thức thì không nhận thức được, rồi học sinh thì dốt, không phát triển và không thành công và không đạt được cái việc mà của mình. Còn ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Mỹ, ngôn ngữ tiếng Pháp, ngôn ngữ tiếng Trung Quốc, ngôn ngữ tiếng Hàn, ngôn ngữ tiếng Nhật, tất cả các ngôn ngữ khác dạy cà lơ phát phơ, dạy cho nhanh cho lẹ, bài cho mau, nhưng mà cái thực chất mà họ nói được, dịch được, ngoại giao được, rồi tiếp xúc được và mọi cái cuộc sống hàng ngày nó không đạt được nhu cầu. Thầy nói giờ một tháng có thể ví dụ như là một cái bài nào không cần dài và cũng không cần phải nâng cấp gì cao, mà thầy nói là dạy chậm, trả bài đi trả bài lại, rồi giao tiếp hàng ngày đó, rồi không thuộc hết, không có học sinh nào không biết là mới qua cái bài khác. Chứ mình học cứ muốn lấy bằng sớm, rồi học muốn ra trường sớm, rồi học thì muốn nó tầm muốn qua bài này bài 1 bài 2 3 muốn cho hết cái bài trước,
rồi cái qua bài khác cứ mau hết cái cuốn tập 1, tập 2, tập 3 mà không biết là kiến thức của mình có đạt được hay không.